Thưa quý vị, thâm da là tình trạng mà ai cũng gặp phải. Những vết thâm như thâm mụn, thâm mắt, thâm sẹo hay thâm nách làm cho làn da và cơ thể của chúng ta mất đi thẩm mỹ. Chính bởi vậy, với mong muốn giải quyết các vấn đề về thâm cũng như sở hữu làn da chắc khỏe, sáng mịn, thì nhiều người đã lựa chọn giải pháp đi phục hồi da tại các spa và đặc biệt là sử dụng mỹ phẩm. Tuy nhiên, một thực tế cho thấy trên thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm trôi nổi và kém chất lượng. Điều này thì gây ra những tác hại khôn lường cho làn da cũng như là sức khỏe. Vậy lựa chọn sản phẩm như thế nào mới an toàn và phù hợp? Hãy cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời trong phóng sự ngay sau đây. Hiện nay, vì nóng lòng giải quyết các vết thâm mà nhiều người đã sử dụng các loại mỹ phẩm không rõ nguồn gốc trôi nổi, khiến làn da bị ảnh hưởng nặng nề như sưng đỏ, sưng mủ, bào mòn da. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho nhiều người tiêu dùng trong việc tiếp cận và tìm hiểu sản phẩm để sử dụng. Theo đó, việc chọn sử dụng sản phẩm an toàn và có chứa các thành phần thiên nhiên ngày càng được nhiều người tiêu dùng tìm hiểu và đánh giá cao. Bởi hầu hết các thành phần thiên nhiên đều lành tính khi sử dụng không gây kích ứng da. Điều này sẽ đảm bảo hơn cho việc hỗ trợ điều trị tình trạng da thâm sạm mà nhiều người đang gặp phải nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng sản phẩm an toàn và hiệu quả của người tiêu dùng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thế giới mỹ phẩm Hoàn Vũ đã nghiên cứu và cho ra đời dòng sản phẩm serum nghệ đỏ Nano Abera. Đây là sản phẩm được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, có tác dụng hỗ trợ giải quyết các loại thâm như thâm mụn, thâm quăng mắt, thâm sẹo, thâm nách kể từ khi đưa ra thị trường, serum nghệ đỏ nano Abira không chỉ nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người tiêu dùng mà sản phẩm còn nhận được sự đánh giá cao từ nhiều chuyên gia da liễu. À, sở dĩ serum nghệ đỏ nano Abira nhận được sự ủng hộ của nhiều người tiêu dùng là bởi những nguyên nhân chủ yếu như sau: thứ nhất, sản phẩm này được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên nên rất lành tính, à, an toàn cho làn da của người sử dụng. Thứ hai, serum có thành phần chính là nghệ đỏ. Trong củ nghệ đỏ có hàm lượng chính là curcumin rất cao, khoảng 4,7 đến 5,2%, tức là cao gấp 4 lần nghệ vàng nên cái việc làm mờ thâm tốt hơn rất nhiều so với nghệ vàng. Hoạt chất này có tác dụng ức chế quá trình tổng hợp và phá hủy sắc tố melanin trên da, ngăn ngừa chúng tích tụ trở lại từ sâu bên trong da. Thứ ba là sản phẩm được ứng dụng công nghệ nano. À, việc ứng dụng công nghệ nano trong bào chế sẽ giúp các hoạt chất tồn tại ở dạng phân tử có kích thước siêu nhỏ nên sẽ giúp các hoạt chất thẩm thấu nhanh hơn, phát huy hiệu quả cao hơn gấp nhiều lần. À, bên cạnh đó serum còn giúp phục hồi da, à, dưỡng trắng, bảo vệ và chống lão hóa cho da. vì vậy sẽ tiện lợi hơn cho người tiêu dùng không phải mất quá nhiều thời gian hay tiền bạc để lựa chọn những sản phẩm phù hợp. Serum nghệ đỏ Nano Abera được sản xuất dựa trên công nghệ nano và kết hợp với các thành phần thiên nhiên như nghệ đỏ, vỏ thông, vi tảo, vitamin C, mật ong. Chính vì vậy, khi sử dụng, tùy vào cơ địa của mỗi người, chỉ khoảng 8 đến 14 ngày, vết thâm đã mờ dần. Và sau hơn một tháng, những vết thâm mờ hẳn, da đều màu, mềm mịn và trắng hồng tự nhiên có thể thấy đứng trước thị trường mỹ phẩm đa dạng của nhiều nhãn hàng như hiện nay thì việc chọn đúng sản phẩm chất lượng an toàn và phù hợp là điều cần thiết vì vậy khi một sản phẩm người tiêu dùng nên dành thời gian tìm hiểu kỹ về thành phần công dụng và nguồn gốc để đảm bảo an toàn cho sức khỏe cũng như mang lại hiệu quả tốt khi sử dụng